bật cái này trước, hai, tắt cái này trước. Cái này là hai motor. Bên trong có hai motor. Đây là motor nhỏ, đây là motor to phục vụ trong cái này. Motor nhỏ thì cái này, nhưng mà nó phải chạy tuần hoàn với nhau. Hai thằng trước với sau. Vâng. Nếu bật thì bật thằng trên trước, bật thằng dưới sau khi tắt này. Tắt thằng dưới trước. Cám gạo thôi, cái mày gạo nó ra hết cám này. Nếu mà cái loại dòng Vigino á thì mày gạo nó lại ra theo chấu. Đấy, thằng này nó lọc hết vào đây. Chấu này nếu mà chấu sạch bong luôn. Cái này con gì ăn được chạy? Gà. Chấu nhiều quá vậy. Chấu quá thì chấu luôn. Cái này nấu cám cho heo, cho đảo rau, cho gà không mà thích nhất. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.